mà nó quên rồi. Tí thôi. Dạ. Bài đó mày chơi. Dạ không nghe không đi. Mời cộng đoàn ra vào uống nước và chuẩn bị vào cho kênh nhé. Mời ta lên trên này. Mời tất cả ta lên trên này thì đông hương đông lắm, cho nên là giáo dân cũng đông lắm, nên ta mời các em lên trên này thì mời con thì ngồi đây. Yeah.
cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày mà ta đời chúng con như lương con chúng ta kẻ con đời chúng con xin chớ để chúng con xa trước các ông tổ đừng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Maria, để con đức Chúa trời cùng bà và con cũng là
chân cầu này thoái thương, tin tưởng chân chân phi thường, cho con coi mắt trước phường xa ta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Con giờ xuống
thưa quý phụ huynh và cùng toàn thể quý tập đoàn, trong tháng văn tôi quý tập đoàn đã rất hy sinh thời gian công việc để sắp xếp và tu bổ tại nơi đồng nhà đầu tư của chúng ta, cũng xin lời cầu nguyện cho gia đình chúng tôi cho đỡ hơn. Đặc biệt hôm nay những người tham gia đình con cũng đã được sự đồng ý của quý tập đoàn đã tiếp từ nơi nhà đầu tư tập tâm tuổi và các những lời xin kính hát thật tán cho một chúng con. Có tin chắc rằng những từ cao đẹp của quý cộng đoàn chắc sẽ đẹp bằng chúa và chúa sẽ thành đời mà tham những lời làm cho một chúng con. Có tin đại diện cho đến cho những anh chị em chúng con xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn. Và đây cảm ơn đã xong. Con xin kính mời quý cộng đoàn